Phương của SBTN Washington DC kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Một ngày mưa tầm tã, mùa đông 15 tháng 12 2018. Tại trung tâm thương mại Eden, 8 cảnh sát của quân hạt Fairfax đang có mặt tại đây vì hôm nay là ngày tuyển mộ và mong rằng cộng đồng Việt Nam sẽ có thêm nhiều thanh niên gia nhập cảnh sát của tiểu bang Virginia. Tuy thời tiết mưa nguyên một ngày thứ Bảy 15 tháng 12 2018, nhưng đội tuyển mộ của cảnh sát quận Fairfax cũng đã có mặt từ lúc 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều và cũng có được 12 nam và nữ đến điền đơn và số người phỏng vấn sơ khởi là 6 người. Khi phỏng vấn Lieutenant Nicole, ông nói đội tuyển mộ của cảnh sát quận Fairfax sẽ có thêm 2 ngày tuyển mộ vào mùa hè tháng 6 và mùa thu năm 2019. Điều kiện gia nhập chỉ cần có bằng cấp trung học hay GED, 20 tuổi rưỡi và phải là quốc tịch Hoa Kỳ, không có tiền án, phải trải qua những bài kiểm tra, những cuộc thử thách về thể dục, sức mạnh, về tâm lý. Số lương bắt đầu là 52.554 Mỹ Kim và 5% lương cao hơn khi mình có bằng đại học và thêm 5% khi có khả năng nói 2 ngôn ngữ và có rất nhiều quyền lợi khác. Sau đây là lời của ông Lieutenant Nicole gửi đến cho các nam nữ người Mỹ gốc Việt. Hey, hi, I'm Lieutenant Nichols with the Fairfax County Police Department, and I'm currently the Assistant Commander of the Personnel Resource Division. I'm in charge of recruitment, background, and the polygraph section. And the reason why we're out here today, we want to show that our police department will represent the population of Fairfax County. Fairfax County is a very diverse county with a lot of different cultures, and we're trying to increase our presence in the Vietnamese community by coming right to a location here like this where we can actually work with community and build better relationships and recruit more Vietnamese speaking officers to come on and be police officers within the Fairfax County Police Department. Okay, we have 3 hiring dates. We do 3 academies a year. We do a winter academy which starts typically in the spring, and then we do a summer bridge academy, then we do a fall academy which is in December. Typically we take about 40 recruits per academy class. And that entails driving, shooting, first aid, and physical fitness regarding defense tactics. Well, I am part Cambodian, mostly Cambodian and Chinese, born in Fairfax County, lived in Alexandria, and I currently live in West Springfield. And I came here today because I was interested about being a police officer, currently a police explorer with Fairfax County Police Department. Reason I wanted to join the police department is because, well, from a young age, I watched those TV shows like Cops and whatnot, and it just fascinated me how they operated and, you know, the camaraderie they had amongst themselves. And that's why I wanted to join the police department. I'd like to keep people safe, you know, make people feel safe with my presence, and, you know, kind of get crime all the way down where it needs to be. Khi muốn gia nhập cảnh sát quận Fairfax, xin hãy liên lạc số điện thoại 703-246-2440. Hay liên lạc với ông Sean Carroll để biết thêm nhiều chi tiết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự ngày tuyển mộ cảnh sát viên tại quận hạt Fairfax.